tục này, bên đen này, hai đen này. Rồi, ok, mấy phát này bị gãy liên tục anh em ạ. Lôi phát nữa rồi, tay sau thì khả năng là đỏ anh em ạ. Đỏ, rồi một bên đen này, vẫn cứ bệt bên đen. Rồi, cay nhỉ anh em nhỉ, cay nhỉ, cay nhỉ. Bốn tay liên tiếp rồi, bốn tay liên tiếp rồi, né đi đâu được nữa. Ai chà, bạn chơi căng thế. Trời ơi, bạn chơi căng thế nhỉ. Ba tay này, rồi ok, bốn tay này. Thực sự đau lòng anh em ạ, thực sự đau lòng anh em nhá. Rồi ok, nốt tay cuối này. Rồi, lên nào, lên nào, lên nào, nào, nào. Thực sự là anh em ơi, nếu mà anh em mà không có vốn dày như mình thì anh em chơi có thể lật một lần một là nghỉ anh em nhá. Chứ anh em chơi cái kiểu như mình là nó hơi căng một tí. Nói chung là anh em nào tâm lý phải cứng thì anh em mới chơi được như thế anh em nhá. Rồi ok, lên 15M rồi anh em ạ. Hôm nay là mình xem kéo lên được bao nhiêu anh em nhá. Thực sự là lúc đầu là rất chi là đen, nhưng mà tay này là quá là đỉnh rồi anh em ạ. Rồi ok, 200k này, bên đỏ còn này. Không được anh em ạ, không được anh em ơi. Người ta bảo vẫn bảo câu liều thì ăn nhiều thôi anh em ơi. Vẫn tiếp tục này, lên tiếp nào, ba đỏ. Lần này không ra ba đỏ luôn, mới sợ chứ anh em. Ba đỏ, ba đỏ, không ra ba đỏ anh em ạ, không ra ba đỏ. Căng nhờ, căng nhờ, căng nhờ. Tiếp tục này, nuôi bên đỏ này không ra này. Đợt này nó ra bên đen nhiều thế. Ra bên đen nhiều thế. Nhận một tay đã, nhận một tay đã anh em ơi. Nhận một tay đã. Rồi ok anh em. Rồi bây giờ là 200k này. Vẫn tiếp tục này anh em ơi. Hai cơ này, nuôi bên đỏ này. Rồi hai ra ba này, hai ra ba này. Tay này nuôi đen đen đi. Rồi binh chi linh luôn anh em ạ. Binh chi linh. Tay này thì mình nuôi bên đỏ đi. Rồi ok, nó phải thế cho anh em, nó phải thế cho anh em. Nhận luôn 1.496.000. Rồi ok anh em nhá, vẫn cứ tiếp tục anh em nhá. Nào, 5 cơ, 5 cơ, lui bên đỏ tiếp này. Không ra nó lại ra 9 bích chứ, nhỏ. Thế chứ này anh em, quỳ à, quỳ à, quỳ chọn bên đen đi. Lần này nó lại ra 2 rô. Rồi ôi, lần này mình đảo sang cầu bên đỏ, ra bên đen thì nó lại sang bên đỏ. Rồi ok, 9 này, ra 7 bích này, 7 bích thì lại nuôi tiếp bên đen này. Rồi ok, anh em có thể nhìn thấy giờ là còn thiếu con tép này. Đó, nuôi tiếp này, không ra anh em ạ. Tép tay này ra, tép tay này nó mới ra anh em ạ. Tép tay sau mới ra cho anh em, 3 đen này. 3 đen 1 đỏ, 4 đen luôn anh em ạ. Thực sự đau lòng anh em ạ, thực sự ôi ôi. Căng thiệt đấy chứ này. Lên nào, lên nào, lên nào. Trời ơi, một đỏ một đen. Một đỏ một đen chứ này. Ui giời ơi. Mấy tay này lật đen thế anh em, mấy tay này lật đen thế. Nào nào nào. 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 Ba đen một đỏ này rồi ok. Ba đen một đỏ, tay trước là về bốn đen. Tay này thì về ba đen cho anh em. Vẫn chưa vượt qua được khoảng con số 15M anh em ạ. Thực sự đáng lòng. Rồi hai đen một đỏ. Binh chi linh luôn. Chuẩn xác luôn anh em ạ. Rồi ok, lên 15.930.000 rồi anh em. Rồi 6 này, 6 lôi bên đỏ đi. 6 ra bên đen cho anh em. Rồi 5 này, 5 đỏ, 5 đỏ bên đen đi. Rồi ok, hợp luôn anh em ạ, nhận luôn anh em ạ. Lên 16.459.000 rồi anh em ơi. Vẫn tiếp tục làm tay này nữa anh em nhá. Rồi, tiếp tục này. Ui giời ơi, không ra chứ lị. Đắng lòng thế. Lôi tiếp nào. Rồi ok, 3 đỏ, ba đỏ luôn anh em ạ, nhận luôn anh em, nhận luôn. Lên được 17M thì dừng anh em nhá, lên được 17M thì dừng. Nào, coi nào. Ôi giời ơi, không được anh em ơi, vạn kiếp bất phục rồi anh em ạ. Vạn kiếp bất phục rồi, tiếp tục nào. Thôi anh em ạ, lên 17M căng quá. Thôi lên được 16M là ok rồi anh em ơi. Rút ra khoảng tầm là với 3M là binh chi linh rồi anh em nhá. Nhẹ nhàng tình cảm này mình chốt lời cho anh em khoảng tầm là 16 triệu. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.